Xin chào quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club, cũng như quay trở lại với video phân tích cổ phiếu hàng ngày của em Phát nha. Thì trước khi bước vào nội dung của video thì anh chị có thể để lại cho em xin một like, một share và đăng ký kênh. Ngoài ra chưa có đâm tín hiệu có thể quét mã QR hoặc vào đường link mô tả dưới video để vào đâm tín hiệu, anh em ITV cùng đồng hành và hỗ trợ cho anh chị tốt hơn trong thời gian sắp tới. Thì hôm nay em cùng chia sẻ và đánh giá về góc nhìn của cổ phiếu DSG cho anh chị có góc nhìn đầu tư trong thời gian sắp tới tốt hơn ha. Thì công ty DSG, cổ phiếu DSG thì trong giai đoạn này cũng đang có những dấu hiệu lình xình và tích lũy nén chặt sau nhiều phục hồi tốt, thì đã có những dấu hiệu xoay quay trở lại. Nhưng mà cái kịch bản xấu thì hiện tại cổ phiếu này chưa quá xấu và chỉ là một những cái trạng thái duy trì đà tích lũy thôi. Và kế hoạch doanh kinh doanh năm 2023 thì doanh thu là 5.500 tỷ, rồi lợi nhuận sau thuế là 158 tỷ. Rồi như trong những phiên gần đây thì cũng không có cái tin gì quá xấu đối với cổ phiếu DSG. Về tài chính thì cổ phiếu DSG chỉ có quý 4 và quý 4 2022, quý 1 2023 cũng có những cái kết quả kinh doanh cũng đã có sự dần dần cải thiện, và đến quý 2 2023 và quý 3 năm 2023 cũng có những cái báo cáo về doanh thu và lợi nhuận cũng khá ổn định ha. Chúng ta cùng đi đến góc nhìn đồ thị phân tích kỹ thuật của cổ phiếu DSG. Thì đánh giá về xu hướng của cổ phiếu DSG về dài hạn thì cũng là một cái trạng thái tích lũy thôi. Trung hạn vẫn tích cực hơn, đang lình xình và giữ quanh vùng Tenkan, và tuy nhiên vẫn giữ được trên những biên hỗ trợ như vùng Kijun và vùng May tuần khá là to như thế này, và đang có những sự mất cân bằng đồ thị tuần đang hút giá lên. Và trạng thái hiện tại trung hạn cũng vẫn tích lũy, dài hạn tích lũy. Như vậy thì xu hướng ở trong ngắn hạn hiện tại cổ phiếu DSG đã có những dấu hiệu có những nhịp hồi phục khá là tốt, sau đó đã quay trở lại lấy lại cái mức cân bằng tại biên hỗ trợ May, và hiện nay cổ phiếu DSG đang tích lũy chạm cái vùng kháng cự vùng Kijun quanh vùng giá 19.2 và đang có dấu hiệu tích lũy. Như vậy thì cổ phiếu DSG sẽ có cái trạng thái tích lũy đâu đó là khoảng 4 đến 5 phiên có một trạng thái tích lũy, và tích cực hơn nữa thì khoảng 5 phiên nữa chỉ cần duy trì không mất đi cái vùng May ở tại vùng giá 19 và có thể là giữ được trên vùng giá 19.1 thì sẽ có cơ hội dần dần tiếp tục hồi phục ha. Bởi vì lúc đó sẽ có những rất nhiều cái biên hỗ trợ, nếu như sau 2 tuần mà giữ được trên biên hỗ trợ 19 thì sẽ giữ được trên biên hỗ trợ Tenkan, Kijun và vùng dao găm như thế này và vùng May to nữa, thì cũng là những cái mức hỗ trợ để ủng hộ cho giá của cổ phiếu DSG hồi phục trong thời gian tới. Như vậy thì chúng ta nếu mà muốn tham gia mua mới về cổ phiếu DSG thì ít nhất thì phải chờ vượt ở trên vùng 19.35. Thì như vậy thì tức là nó vượt cái trên vùng Kijun này và vượt trên hai cái đỉnh của đồ thị khung ngày gần nhất. Tiếp theo đánh giá về cái xu hướng ngắn hạn của cổ phiếu DSG thì như hiện tại cổ phiếu DSG vẫn đang một trong giai đoạn tích lũy và đang có cái biên hỗ trợ tại khung đồ thị ngày, đó là biên hỗ trợ quanh vùng giá là 18.2. như vậy thì hiện tại vùng giá 19, nếu như anh chị quan tâm, nhà đầu tư quan tâm thì chỉ có thể thăm dò đâu đó 30-50% tỷ trọng lấy vị thế thôi, còn phần còn lại thì chúng ta sẽ chờ mua quanh vùng giá 18.2 sẽ an toàn hơn trong thời gian tới ha. Còn kịch bản tích cực vượt nền và test lại và duy trì tích lũy giữ được trên 19.3 thì em cảm thấy thì ở trên vùng này thì cái điểm mua vào nó sẽ an toàn hơn là vùng giá hiện tại. Và tuy nhiên vùng giá hiện tại cũng chỉ là một cái trạng thái tích lũy, không có gì là quá xấu, bởi vì hiện tại đang có một cái xu hướng tăng dần dần hồi phục, sau đó có những trạng thái tích lũy đi ngang. Bởi vì giai đoạn này thì hầu như là thị trường kéo những mã cổ phiếu đến từ nhóm ngân hàng và những mã cổ phiếu nhóm trụ và blue chip trong giai đoạn này, cho nên những nhóm mid cap chưa tăng nhiều. Tuy nhiên giai đoạn này thì nhóm ngân hàng tích cực, nhóm kể cả nhóm bất động sản, nhóm bất động sản và nhóm chứng khoán cũng đang có dấu hiệu tích lũy trở lại chứ không riêng gì cổ phiếu DSG, nên em cùng đánh giá và phân tích chia sẻ những góc nhìn sớm nhất cho anh chị có thể quan tâm đầu tư trong thời gian sắp tới. Tiếp theo đánh giá về DSG trong khung đồ thị 1 giờ thì hiện tại DSG vẫn đang khá là tích cực, giữ được trên vùng Kijun 1 giờ đó là vùng giá là 19 và cái vùng kháng cự bên trên đó là vùng giá là 19.2 đến 19.25. Như vậy thì trong giai đoạn này thì cái trạng thái trong ngắn hạn của cổ phiếu DSG vẫn là đang tích lũy, và kịch bản muốn mua sớm hơn, sớm nhất thì có thể là tham gia khi DSG vượt trên 19.35.
vượt trên 19.35 thì điểm mua chúng ta sẽ an toàn hơn ha. Còn hiện tại thì về độ thị 15 phút ngắn hạn thì thực ra cũng không có gì là quá xấu, và cũng đang giữ được trên những biên hỗ trợ nè. Biên hỗ trợ cho gầm vùng giá 18.9 đến vùng giá là 19 thì đang giữ được trên biên hỗ trợ này, đang lên trình tích lũy thôi, xem như là những sự nén chặt ở trong khung đồ thị ngắn hạn. Và khung đồ thị chung và dài hạn thì một trạng thái tích lũy và đang có những cơ hội nén chặt để lấy một cái đà bùng nổ ha. Thì giai đoạn này chúng ta có thể là, nếu mà quan tâm thì cũng có thể là tham gia quanh vùng giá 19.8.9, đâu đó là lấy vị thế 30% tỷ trọng thôi. Rồi, chờ kịch bản tích cực của DSG. Một là vượt trên vùng giá 19.35, hai là quay về biên hỗ trợ vùng giá 18.25 thì để tham gia vị thế phần còn lại. Rồi, chúng ta cùng đánh giá thêm một cái góc nhìn khác về đồ thị của cổ phiếu DSG ở trong giai đoạn này. Thì như hiện tại cổ phiếu DSG, như chúng ta đã thấy, hiện tại nó đang có một cái vùng kênh giá giảm, vùng kênh giá giảm như thế này, và hiện tại cổ phiếu DSG đang nằm phía dưới ha, đang nằm dưới vùng kênh giá giảm. Tuy nhiên đang có những sự bó hẹp của Bollinger Band, đang có dấu hiệu thắt chặt trong giai đoạn này, và hiện tại đang có sự hội tụ giữa vùng EMA 20, EMA 50 và đang duy trì tích lũy. Như vậy thì vùng giá của chúng ta hiện tại đang khá là nhạy cảm và chưa xác nhận xu hướng, bởi vì đang lên trình tiếp cận tại cái vùng đường trung bình EMA 20 và 50, và trong khi đó là Bollinger Band bó hẹp lại. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái kịch bản ở trong giai đoạn này. Một là tiếp tục nó phá cái đáy mất vùng nền, tức là mất ở dưới vùng 18.4. Mất ở dưới vùng 18.4 thì có thể là sẽ có những cái nhịp tích lũy cho ngắn hạn. Còn kịch bản 2, tiếp tục nó vượt ở trên cái vùng vượt trên vùng giá 20. Vượt trên vùng giá 20 tức là cái vùng đỉnh trước đó. Đây là chúng ta đánh về cái góc nhìn về xu hướng trung hạn ha. Vượt trên vùng đỉnh 20 thì cái cơ hội nó sẽ mở vùng ven trên ra và tạo thành một sự bùng nổ, và có thể là nó sẽ có một con sóng đi khá là xa. Còn kịch bản ngược lại, mà nếu mà nó gần nhất mất 18.3, 18.4, 18.3 thì có thể phải cần có những dấu hiệu tích lũy lại, lấy lại một cái điều chỉnh trong ngắn hạn. Rồi cùng đánh giá về những cái chỉ báo như RSI hay là dòng tiền hay là MACD trong giai đoạn này cũng đang có những cái sự trung lập, chưa có cái xu hướng gì để xác nhận cho cái xu hướng của DSG. Rồi, tiếp theo là đánh giá về đồ thị tuần thì hiện tại tích cực hơn. Ở đồ thị tuần DSG vẫn giữ được trên biên hỗ trợ được EMA 20 quanh vùng giá 18.3. Như vậy thì chưa mất 18.3 thì kịch bản của cổ phiếu DSG cũng chưa xấu, khả năng vẫn có cơ hội hồi phục lên ở trong ngắn hạn. Rồi, cũng đánh giá về ngắn hạn của cổ phiếu DSG thì hiện tại đang có những sự hội tụ và nén chặt ha, đang có sự hội tụ và nén chặt. Rồi, như vậy thì DSG hiện tại chúng ta thấy đang xoay quay quanh cái vùng EMA 20 ở đồ thị 1 giờ. Như vậy thì vẫn có cái khả năng nó sẽ quay về test vùng ven dưới và cái vùng đỉnh gần nhất là quanh vùng giá 18.5, 18.6, rồi lại tiếp tục tạo thành một cái nhịp sóng xoay quay trong cái biên thu hẹp của Bollinger Band trong ngắn hạn. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy một cái góc nhìn là cổ phiếu này hiện tại đang khá là tích lũy và có một cái sự bó hẹp và nén chặt của đồ thị ngày để dần dần xác nhận cái xu hướng. Rồi, đó là cái xu hướng của cổ phiếu DSG đang có sự tích lũy và nén chặt hội tụ lại ha. Và tích cực hơn thì phải vượt trên 19.3, gần nhất thì chúng ta có thể tham gia nó sẽ an toàn hơn. Còn tích cực khi nào vượt đỉnh trên 20 thì sẽ có cơ hội bùng nổ cổ phiếu DSG. Rồi, đó là cái xu hướng và cái góc nhìn của em về cổ phiếu DSG sẽ có những phiên tiếp theo tiếp tục tích lũy và cơ hội chờ sẵn khi vượt nền hoặc là về biên hỗ trợ. Đó là góc nhìn đánh giá của em về phân tích về cổ phiếu DSG. Như vậy thì chúng ta sẽ đặt cái target ở đâu? Và như vậy thì chúng ta có thể là kỳ vọng cổ phiếu DSG hồi phục lên ngắn hạn quanh vùng giá là 21.8, tức là nó tiếp cận vùng đỉnh trước, có thể nó sẽ tích lũy quanh đây. Còn kịch bản chung và dài hạn sẽ có cái cơ hội hồi phục lên quanh cái vùng kháng cự đồ thị tuần, đó là vùng giao găm quanh vùng giá 26 trong thời gian tới ha. Đây là một cái kịch bản vẫn có thể xảy ra, về bởi vì hiện tại nó đang vừa vùng nền và đang có dấu hiệu khá là tích cực để hồi phục lên quanh vùng giá 26. Rồi, như vậy thì vùng kháng cự ở trong đồ thị chung và dài hạn cũng lên quanh mức giá 25.2 và tuần quanh vùng giá 26. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái điểm target. Một là điểm target ngắn hạn quanh vùng giá 21.7 và điểm 2 là target quanh vùng giá 26. Và kịch bản mà tham gia chúng ta gom hàng quanh biên hỗ trợ 18.2, và nếu như nó tích lũy
Cái vùng này nó mất biên hỗ trợ này thì sẽ còn biên hỗ trợ dưới đỡ giá quanh vùng giá 17.6. Nếu nhúng xuống thì chúng ta có thể bắt nhịp gom hàng, đánh hàng T cộng lên để hạ giá vốn, sau đó có thể là đứng ở ngoài. Bởi vì khi nó mất đi hết những biên hỗ trợ như thế này rồi, nó test lại vùng kháng cự một lần thì có thể nó sẽ còn lên tích lũy và sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục lại. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai góc nhìn đánh giá về cổ phiếu DSG, thì em cùng chia sẻ đến quý anh chị nhà đầu tư quan tâm có thể là theo dõi và bám sát cổ phiếu này để có những cái cơ hội đầu tư đón nhiều hồi phục trong thời gian tới. Bởi vì trong giai đoạn này thì thực ra thì thị trường và chung và những mã cổ phiếu đến từ nhóm ngành midcap đang có dấu hiệu tích lũy lên sinh, chưa có dấu hiệu tăng trở lại. Bởi vì nhóm ngân hàng đã kéo chỉ số thị trường mất cân bằng, quá sự hưng phấn nên cần phải lấy lại những sự cân bằng trong đâu đó một vài phiên, sau đó sẽ có cơ hội tiếp tục đào hồi phục trong thời gian tới ha. Rồi, xin chào quý anh chị, xin chân thành cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn quý anh chị. Hẹn gặp lại quý anh chị vào những video phân tích cổ phiếu tiếp theo.